Nhưng mà còn một cái thông tin khác nữa Thông tin này đó thật ra đã được chia sẻ rất là nhiều trong vòng hai ngày qua các bạn Nhưng mà Thuận cũng chưa có đề cập đến Tại vì trước đây nó chỉ là một cái tin đồn thôi Nhưng mà hôm nay đó một chữ người mà Thuận thật sự không có thích ở trên Twitter các bạn Đó chính là John Restack Nhưng mà hôm nay đó John Restack cũng đưa ra nhiều nhận định Thuận cảm thấy nó cũng là có logic và có ý nghĩa Cho nên Thuận muốn chia sẻ với các bạn Và những nhận định này đó là liên quan tới Binance Binance vẫn là một cái gì đó nó chưa rõ ràng các bạn Nghĩa là chúng ta thấy có nhiều động tĩnh từ SEC nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói bất cứ thông tin gì liên quan tới sàn Binance bị điều tra bởi bộ tư pháp nhưng mà cách đây hai ngày có tin đồn bây giờ đã được chứng thực rồi nhưng mà sau đó lại có thêm nhiều tin đồn sau khi mà tin tức này được chứng thực thì tôi chia sẻ với các bạn cái gì thật và gì là tin đồn hiện tại thì thông tin liên quan tới Binance như thế này à, có một cái vụ kiện của SEC không có điều kiện giữa SEC và Binance hiện tại mà một điều kiện khác nữa nhưng mà cái đơn kiện này đó là một đơn kiện bị niêm phong có nghĩa là sao có nghĩa là chúng ta không biết trong đó đó SEC cáo buộc Binance cái gì chúng ta vẫn nên hiểu đó là SEC chỉ có thể cáo buộc Binance về dân sự mà thôi chứ không thể cáo buộc hình sự được chỉ có bộ tư pháp mới có thể cáo buộc hình sự thì tại sao SEC lại niêm phong cái đơn kiện này các bạn đã thấy là SEC đã gần đây mỗi lần mà kiện ai đây thì họ muốn là công khai để cho mọi người biết là họ đang kiện ai để gây ra các được dư luận các bạn nhưng mà lần này họ lại niêm phong cái đơn kiện thì đây là một dấu chấm hỏi thì không phải là chưa từng xảy ra nhưng mà SEC đã trước đây thường họ chỉ niêm phong đơn kiện vì hai lý do chính có thể còn lý do khác nhưng mà đây là hai lý do chính được chia sẻ bởi John Restock lý do đầu tiên là để bảo vệ một ai đó nghĩa là trong đơn kiện đó đó có một nhân chứng quan trọng đứng ra để mà chỉ trích và để bảo vệ nhân chứng đó để không có làm nhiễu loạn nhân chứng hết, thì sẽ niêm phong cái đơn kiện đó lại chỉ có tòa án và binance biết mà thôi thì đó cũng là một lý do nhưng mà nếu như vậy đó thì binance có quyền không cho phép niêm phong À, thì lúc đó thông tin nó sẽ được chia sẻ cho mọi người và cho dù như vậy đó thì scc trước đây đó họ cũng đã sử dụng những cái chiến lược như là họ sẽ che đi cái tên đó có nghĩa đơn kiện đó thì sẽ công khai nhưng mà những nhân vật trong đó sẽ bị ẩn tên chúng ta cũng đã từng thấy những thông tin này rồi à, để bảo vệ những nhân chứng đó thì đó là một lý do nhưng mà lý do thứ nhì đó mà lý do này khiến cho nhiều người lo lắng hơn là có một khả năng là cái đơn kiện của scc tuy là đơn kiện dân sự nhưng mà trong đó đó có nhiều thông tin đang được sử dụng bởi bộ tư pháp để chuẩn bị khởi tố Binance Vì lý do đó họ cần phải niêm phong cái thông tin đó lại Và không có làm lộ thông tin để bộ tư pháp có thể tiếp tục điều tra Thì đây là khả năng mà khiến cho nhiều người lo lắng hơn Và chúng ta thật ra cũng không biết là lý do tại sao mà cái đơn kiện này bị niêm phong Thường nghĩ là nếu như Binance muốn biết thì có thể là nói với tòa án là họ không có muốn niêm phong Họ muốn công khai tất cả Đây là một trong những điều mà khiến cho nhiều người lo lắng hiện tại có phải là bộ tư pháp đang thực sự muốn chuẩn bị khởi tố Binance hay là không Tại vì nếu như mà bộ tư pháp vào cuộc đó, thì sẽ là tin lớn nên các bạn không phải là chuyện đùa đâu Tại vì họ sẽ khởi tố hình sự giống như là chúng ta nói tới Sam Bankman Free Nhưng mà đó là như chúng ta biết nó không có nghĩa là Binance đang bị điều tra hay gì hết Nó chỉ mang tính chất là thông tin mà thôi các bạn Khi nào mà có thêm tài liệu thì chia sẻ với các bạn nhưng mà bây giờ có nhiều cái tin đồn giống như các bạn à, đã thấy trên màn hình Travis Kling là một trong những người mà cũng à, không thích CZ và Binance thì à, chúng ta đã thấy là CZ đã chia sẻ là trong cái hội nghị token 2049 năm nay đó thì CZ cũng sẽ tham gia nhưng mà tham gia trực tuyến có nghĩa là sẽ không đích thân tới đó thì uh, Travis Kling cũng đã tung ra thông tin đó, nói là lý do tại sao mà CZ không dám tới Singapore hay là rời khỏi nơi ông đang ở đó tại vì nếu tới quốc gia nào khác mà có chế độ dẫn độ đó sẽ bị bắt ngay lập tức thì đương nhiên đây chỉ là cái quan điểm của Travis Green mà thôi thường không thấy bất cứ một cái thông tin nào chứng thực điều này cũng có một số thông tin nói là nhìn thấy luật sư của CG ở DC uh, đang nói chuyện uh, để mà đàm phán thì đó cũng là tin đồn thôi các bạn không có bất cứ một bằng chứng nào hết nhưng mà có nhiều bạn sử dụng sàn Binance có nhiều bạn lưu trữ đồng BNB cho nên thùng cũng muốn chia sẻ những thông tin mới nhất này để các bạn có thể tự ra quyết định cho bản thân của mình cho dù chúng ta đang đối đầu với những cái mà không rõ ràng chúng ta đang đối đầu với những thông tin lớn liên quan đến Bitcoin Spot ETF nhưng mà đứng sau lưng đó, các bạn đã thấy là chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường mỗi 4 năm và Plan B lại xuất hiện cho lại các bạn và Plan B nói đó chúng ta đã bắt đầu đi vào cái dù màu xanh rồi cái dù màu xanh có nghĩa là cái thời gian gần tới một đợt hai nữa và bitcoin đó các bạn thấy là mỗi lần mà cái màu xanh này xuất hiện trên cái biểu đồ stock to flow đã lâu chúng ta không nói đến thì uh, sau khi mà có bitcoin hai bình uh, thì các bạn thấy là giá lại có một sự tăng vọt như những chu kỳ trước đây và hiện bây giờ chúng ta không có lý do gì nghĩ chu kỳ này sẽ khác biệt so với những kỳ trước đó tích lũy bitcoin tích lũy một số crypto vẫn là chiến lược hiện tại của thuận và đây là những thời điểm mà khó khăn các bạn các bạn nghĩ là thuận đã trong thị trường này trong vòng 6 năm qua thì mọi thứ dễ dàng hơn thì có một phần dễ dàng hơn và có một phần không dễ dàng hơn các bạn một phần mà luôn không dễ dàng là những ngày như thế này những lúc mà giá cả lên mạnh thì đương nhiên ai cũng vui giá cả xuống mạnh thì cũng không có phải là buồn bã gì đâu à, không giống như trước đây trước đây đó, các bạn thấy được là khi mà thuận chưa bao giờ chốt lời mà lưu trữ rất nhiều crypto đó thì giá cả xuống thường cảm thấy là nó ảnh hưởng tới bản thân của mình nhưng bây giờ thì nó không có sự ảnh hưởng đó nữa nhưng mà cái thời điểm mà làm cho thuận cảm thấy là mình cần phải tự tạo thêm năng lượng đó đó chính là những hiện điểm như này nó nhàm chán các bạn nó giống như năm 2019 hay là cuối năm 2018 giá nó không xuống nữa mà nó cứ lơ lửng lơ lửng mỗi lần tăng lên đó, thì lại bị đẩy xuống à, giống như là không thể ngóc đầu lên được thì mọi người đều cảm thấy được là wow chúng ta trong thời gian này đó không biết khi nào chúng ta mới thấy cái ngày huy hoàng như là hồi xưa nữa nhưng mà khi mà xảy ra nó sẽ xảy ra rất là lẹ và lẹ hơn các bạn nghĩ rất là nhiều tôi nhớ lúc mà giá bitcoin đó tăng cho lên từ ba ngàn mấy lên tới tám ngàn đô và sau đó đứng ở mức là 8.000 đô một thời gian dài các bạn 8.000, 9.000, 10.000, trở lại 8.000 Lúc đó là thường nhớ là khoảng năm 2019 hay là 2020 đó Thì một thời gian dài chúng ta có mức đó Thì ngay cái mẹ thường cũng hỏi Không biết khi nào giá nó mới trở về cây đỉnh cũ là 20.000 đô Thì à, câu trả lời của Thuận là nó sẽ rất lâu rồi nó sẽ rất nhanh à, Các bạn thấy được là giá sẽ như vậy Cho đến một cái thời điểm nào đó đó thì chúng ta sẽ tính theo tuần Trong vòng vài tuần nữa thì giá sẽ vượt đỉnh cũ giống như là giá cứ như vậy rồi trong vòng vài tuần thôi là mọi thứ sẽ thay đổi tất cả quan trọng các bạn có lòng tin thì là không và lòng tin thì không hề dễ các bạn nhất là những lúc mà nó chán nản như thế này thì tôi muốn chia sẻ một cái lời nói với các bạn đó chính là con tàu không chìm vì có nhiều nước xung quanh nó nó chỉ chìm khi nước tràn vào bên trong đừng để những lời nói xung quanh bạn xâm nhập vào bên trong đó của bạn đó chính là lúc bạn bị chìm thì câu nói này các bạn có thể nghĩ một cách tiêu cực hay là cách tích cực bản thân của thần các bạn đã biết chỉ thích suy nghĩ cách tích cực mà thôi có một câu nói rất nổi tiếng trong thế giới tài chính đó chính là bear nghe có vẻ rất logic nhưng mà bull mới là người kiếm được tiền chúng ta có một số những thông tin nổi bật khác thì muốn chia sẻ với các bạn à, trong đó chúng ta có một thông tin rất là thú vị các bạn liên quan tới swift swift là cái mạng lưới chuyển tiền xuyên quốc gia mà các bạn biết đang sử dụng hiện tại và được sử dụng một thời gian rất là lâu rồi và ngay cả swift cũng cảm thấy là đang bị đe dọa bởi nhiều cách chuyển tiền mới thì SWIFT làm gì các bạn? SWIFT đã hợp tác với Chainlink để mà thử nghiệm di chuyển token và họ cũng đã có một số đối tác để mà cùng thử nghiệm với họ cho nên chúng ta có những ngân hàng như là BNP Paribas, chúng ta có BNY Mellon, chúng ta có The Depository Trust và Clean Corporation và Lloyd Banking Group. Thì nhớ đây là cái ngân hàng ở nước Anh. Nói chung đó là nhiều những ngân hàng lớn đã tham gia vào cuộc thử nghiệm này và họ nói đã thử nghiệm di chuyển tiền, di chuyển tài sản thông qua nhiều mạng lưới blockchain khác nhau với sự giúp đỡ của Chainlink và họ sử dụng một mạng lưới tập trung các bạn như là họ sử dụng mạng lưới tập trung này để mà di chuyển tiền không nói rõ là họ di chuyển như thế nào nhưng mà họ nói là cái tương lai đó họ tin tưởng di chuyển tiền sử dụng blockchain mới là tương lai và họ nghĩ là tương lai đó sẽ không những là di chuyển tiền mà sẽ di chuyển nhiều tài sản các bạn sẽ có một cái kỷ nguyên Thu kinh hóa được tạo ra trong đó tất cả những tài sản đều có thể thu kinh hóa hết và điều này đã sẽ khiến cho nhiều người trên thế giới tiếp cận được với nhiều thị trường mà họ không thể tiếp cận được bây giờ giống như là nhiều bạn hỏi thường làm sao có thể là sở hữu trực tiếp cổ phiếu của Hoa Kỳ không phải là sở hữu một cách giống như các bạn có một hợp đồng mà sở hữu trực tiếp cổ phiếu của Hoa Kỳ được hưởng lợi tức được hưởng cái quyền bỏ phiếu vân vân làm sao để mà uh, mua được nhà ở Hoa Kỳ thì bây giờ các bạn vẫn làm được các bạn nhưng mà nó rất là phiền phức các bạn phải có account bên đây và công ty bên đây Phải có một cái gì đó bên đây thì mới có thể là sở hữu tài sản được Thì khi mà tất cả thu kinh hóa đó Thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều Nhất là đối với những công ty làm sao để tiếp cận được nguồn vốn Bằng cách là bán trái phiếu của các bạn Thì bán trái phiếu thu kinh hóa đó sẽ tiếp cận được nguồn vốn lớn hơn trên toàn thế giới Và đó là cái kỳ vọng các bạn Cho nên chúng ta thấy được là rất rõ ràng đó Bây giờ chúng ta đã thấy ít nhất là có hai áp dụng thực tiễn liên quan tới crypto hiện tại Thứ nhất là di chuyển tiền Thì đương nhiên các bạn có thể dùng Bitcoin, dùng bất cứ đồng nào để mà di chuyển tiền các bạn Từ nơi này qua nơi khác Và các bạn chỉ dùng những mạng lưới như là Bitcoin hay Ether đó, Thì không một đơn vị nào có thể ngăn chặn các bạn được Các bạn không cần phải xin phép ai hết Các bạn chỉ cần di chuyển tiền mà thôi Người bên kia sẽ nhận được và trong thời gian rất là ngắn à, Và về chi phí đó thì à, tùy theo mạng lưới Có thể các bạn nghĩ là ngay cái mạng lưới Bitcoin đó chi phí nó quá đắt Nhưng mà Bitcoin đó các bạn có thể sử dụng khi mà di chuyển số lượng tiền lớn Các bạn có nghĩ đi Nếu các bạn vào ngân hàng ngày hôm nay Các bạn nói là tôi muốn di chuyển 10 triệu đô la Qua một account ở Hoa Kỳ à, Thì các bạn đang ở quốc gia như là Hàn Quốc Hay là Việt Nam Hay là bất cứ mua quốc gia nào khác đó, Các bạn nghĩ là phí sẽ là bao nhiêu Đừng nói tới phí Nhiều quốc gia các bạn sẽ không thể làm được điều này Họ sẽ có hàng ngàn câu hỏi Về lý do tại sao các bạn muốn chuyển tiền qua Hoa Kỳ Thứ nhì đó chính là liên quan tới token hóa tài sản các bạn ít ra đây là hai ứng dụng mà chúng ta thấy là ngày lại càng được nói đến nhiều hơn và đương nhiên các bạn thấy là mạng lưới này đó cũng là một mạng lưới tư nhân chứ không phải là mạng lưới công cộng Mà thuần bẩn tin là mạng lưới công cộng blockchain công cộng sẽ có chỗ đứng trong tương lai sau này tại vì mạng lưới tư nhân này đó thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn phải dựa vào là các bạn tham gia vào hệ thống Swift các bạn mà bị cắt ra khỏi hệ thống này đó thì các bạn sẽ gặp nhiều vấn đề chúng ta không nói đến cuộc chiến và quan điểm các bạn liên quan tới ukraine và nước nga thường chỉ nói tới là bây giờ các bạn là một thương gia nước nga các bạn di chuyển tiền qua châu mỹ hay là châu âu đó là một điều không hề dễ dàng khi các bạn không thể tiếp cần được với hệ thống swift vì lý do là bị cấm vận một cái mạng lưới khác nữa đó đó chính là FedNow. Các bạn thấy là FedNow đó thì sẽ tốn à, khoảng chừng vài năm mới, mới bắt đầu là có thể à, được sử dụng rộng rãi. Nhưng mà hệ thống này cũng là hệ thống tư nhân của Fed và chỉ di chuyển tiền trong phạm vi quốc gia Hoa Kỳ mà thôi chứ không thể ra khỏi Hoa Kỳ được. trên cả hai mạng lưới này đó, đều là tư nhân các bạn và chỉ được di chuyển trong một phạm vi nào đó mà thôi. Và đương nhiên đó đối với lại Fed các bạn thấy đó, là chỉ được di chuyển giữa những ngân hàng mà đã trong hệ thống này rồi chứ không phải là ngân hàng nào cũng được. Và một những chứng khác nữa cho các bạn thấy được rõ ràng đó là cách đây không lâu chúng ta đã nhớ là khoảng chừng ba bốn năm trước đó thì Facebook đã có một cái dự án có tên là Libra sau đó đổi thành dự án Dim các bạn đã thấy được là trước đó đó thì có rất nhiều những công ty mà những công ty này đó có rất nhiều công ty là họ không ủng hộ crypto trước đây họ cực kỳ ghét crypto và họ nhận được thông tin là Facebook đó sẽ cho ra một đồng riêng một đồng định riêng thì họ đã nhanh chóng tham gia vào một hiệp hội gọi là Libra Association trong đó chúng ta có những công ty lớn như là Mastercard, Visa chúng ta có những công ty như là eBay, Spotify, PayPal Coinbase vân vân những công ty này thì đều tham gia vào mạng lưới này à, tại vì họ nghĩ là crypto họ không thích tại vì crypto đe dọa đến tương lai công ty của họ thì họ nghĩ là một cái giải pháp tư nhân mới là giải pháp đúng đắn nhưng mà các bạn đã thấy là ngay bây giờ đó bao nhiêu công ty đã quay lưng với những cái dự án tư nhân mà họ chỉ muốn sử dụng tham công cộng mà thôi Visa, MasterCard, ngày lại càng muốn thích hợp hơn với Ethereum, với nhiều mạng lưới khác hiện tại. Rất rõ ràng, tương lai đó, những cái Blockchain công cộng sẽ có chỗ đứng. Cho dù có nhiều người không tin, họ sẽ nói các bạn này nọ, nhưng mà sự thật đó, đó là như vậy các bạn. Chúng ta có thể nhìn rất rõ ràng những động thái của những công ty lớn, thì các bạn mới biết được tương lai nó sẽ như thế nào. Đương nhiên tất cả không phải là cái gì cũng thông qua hệ thống tư nhân hay là hệ thống công cộng. Nó sẽ là một cái mix giữa hai hệ thống này. Còn Ripple thì sao? các bạn thì là Ripple đây thì khác một chút. Ripple là một công ty mà họ muốn hợp tác với những ngân hàng, những tổ chức tài chính. và cái mà họ cung cấp đó chính là một cái pool thanh khoản có nghĩa là khi các bạn di chuyển đồng XRP thì ở đầu bên kia đó họ sẽ chịu trách nhiệm để mà quy đổi đó ra cái tiền pháp định. Nó không giống như các bạn gửi sử dụng Bitcoin thì giống như là tôi gửi các bạn Bitcoin đi, đương nhiên có thể gửi ngay lập tức và không ai ngăn cản được, nhưng mà các bạn nhận được Bitcoin uh, trong quốc gia bên kia, các bạn vẫn phải bán Bitcoin đó uh, bán giá bao nhiêu đó thì uh, lúc đó tôi đã Thị trường các bạn phải gửi vào trong ngân hàng và cái phí là bao nhiêu đó thì tùy theo các bạn bán ở đâu các bạn thấy được là có những cái đó thì nó phiền phức nhưng mà đối với Ripple đó thì họ lại cung cấp một cái dịch vụ à, đối với lại những cái công ty mà sử dụng dịch vụ của họ là họ gửi trong vòng 3 giây khi mà qua tới account bên kia rồi đó sẽ chuyển đổi thành tiền pháp định thì đó là chủ đứng của Ripple nói chung đó thì tương lai trong những năm tới đây đó như thường chia sẻ sẽ, sẽ rất là sôi so động các bạn chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thử nghiệm mới liên quan đến tiền tệ, nhiều cách mới để mà gửi tiền có thể đối với những cái người thông thường đó giống như là thuộc về các bạn khi mà gửi tiền cho bạn bè hay là người thân đó sẽ cảm thấy là cái nào cũng được sao mà phiền phức như vậy nhưng mà đối với lại những công ty đối với những người mà họ có nhu cầu di chuyển tiền xuyên quốc gia mà hàng ngày đó thì đây sẽ là những thời điểm mà họ có thể thử nghiệm nhiều cách chuyển tiền mới nhanh hơn, rẻ hơn, hiệu quả hơn. Nói tới PayPal đó thì chúng ta cũng đang nhận được thông tin là sàn Coinbase họ sẽ niêm yết Stablecoin PYUSD của PayPal vào ngày 31 tháng 8 như ngày hôm nay các bạn. Nếu như mà có đủ thanh khoản đương nhiên sẽ có rồi. À, lúc nào họ cũng nói như vậy nhưng mà sẽ có đồng này ở trên sàn Coinbase. Rất tranh chóng luôn các bạn. Bây giờ đó thì chúng ta thấy là sàn Binance vẫn chưa có lên tiếng gì hết, à, nhưng mà sàn Coinbase đó là sàn lớn đầu tiên mà sẽ có đồng PayPal USD này. Có thể là một người mà họ không có theo dõi thị trường crypto này, họ lên trên sàn Coinbase à, họ muốn gửi tiền đến đó nhưng mà họ không biết lưu trữ bằng cách nào, lưu trữ tiền mặt hay là đổi ra một đồng ổn định, thì đổi ra đồng ổn định họ thấy là có sự lựa chọn như là đồng Tether hay là đồng Circle USDC thì họ cảm thấy là những năm này nghe lạ quá và Google đó thì có nhiều cái tin tức không tốt liên quan đến những cái đồng này nhưng mà khi họ nhìn thấy cái tên PayPal USD thì nó sẽ có thiện cảm hơn nhiều người biết PayPal là gì thì thông cảm thấy là PayPal USD đó cũng có thể là có chỗ đứng trong thị trường stablecoin. chúng ta cũng đã có một cái thông tin à, thật ra là hai thông tin các bạn liên quan tới X nhưng mà tới Twitter thì đã có nhiều tin đồn là X đã từ từ chuyển đổi mạng lưới của mình trở thành một cái ứng dụng toàn diện có nghĩa là cung cấp không những là mạng xã hội mà cung cấp luôn giống như các bạn có thể là liên hệ người khác có thể là FaceTime người khác các bạn có thể là sử dụng để mà chuyển tiền vân vân chúng ta cũng đã nói khá là nhiều rồi và có nhiều tin đồn đó là X sẽ có một đồng coin riêng là đồng X coin nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng đó thì Elon Musk đã trả lời một cái chức khoác là no sẽ không có một đồng X coin nào hết cho nên nếu các bạn nghe ai nói tới là Twitter hay là X chuẩn bị có đồng Xcoin thì các bạn cũng nên cẩn thận tại vì Elon Musk nói là sẽ không có một đồng nào trên mạng lưới chuyển tiền của X của trên Twitter hết và thuần nghĩ đó là X sẽ có dịch vụ chuyển tiền liên quan đến crypto tất cả những công ty vừa rồi thường vừa chia sẻ với các bạn đã đều hướng về phía đó thì không nghĩ là công ty X sẽ không hướng về phía đó đâu nhất là khi mà họ muốn lấy thị phần và nói tới X chúng ta cũng đã có thông báo chính thức từ Elon Musk là X sẽ có chức năng gọi video và audio và sẽ hoạt động ở trên iOS, ở trên Android, Mac và PC. Các bạn không cần số điện thoại và X là sổ địa chỉ toàn cầu hiệu quả. À, đó là những gì mà được chia sẻ bởi Elon Musk ngày hôm nay Các bạn có nghĩ đi trên mạng cái lưới của X biết bao nhiêu là scammer Biết bao nhiêu là những con bot bây giờ họ có thể gọi luôn các bạn <laughs> Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là không biết có ai đã có cái Twitter handle là margin chưa? Tại vì nếu có đó lần này khi mà bị gọi bởi người này đó thật sự là Martin Call đó các bạn. <laughs> Chúng ta còn hai thông tin nữa, một thông tin liên quan tới nước Anh và thông tin kia là liên quan tới Bitcoin Crypto. Thì à, các bạn thấy được là nước Anh á, chuẩn bị à, cho kích hoạt cái luật gọi là Travel Rule. Thì luật này là gì? Luật này nói chung nó là không phải um, các bạn cần phải quan tâm nhiều. Cái mà luật này phải làm đó là những cái sàn giao dịch ở Dương Quốc Anh thì thường hiểu khi mà di chuyển tiền thì họ có trách nhiệm giống như các bạn bắt đầu là gửi tiền đồng BDC qua một account khác đi qua cái ví khác thì các bạn phải cho sàn biết là ví đó là của ai của bạn hay là của một người khác và đương nhiên điều này đó thì ở nước Anh họ nói là lý do là tại vì Họ muốn quản lý để mà tránh việc rửa tiền Nhưng mà tôi nghĩ là quan trọng hơn nữa Chính là quản lý thuế các bạn Tại vì khi mà gửi tiền từ account các bạn Qua một ví khác Mà không biết người đó là ai đứng sau cái ví này Thì sẽ không thể thu thuế được Thì bây giờ ít ra đó họ muốn biết là Ai đứng sau cái ví này Thì nó chỉ áp dụng với lại một số sàn mà thôi Chứ không phải áp dụng với tất cả những cái ở địa chỉ ví các bạn sử dụng giống như các bạn có thể sử dụng một cái ví cá nhân của mình một cái ví lạnh hay là metamask gì đó mà các bạn chưa hề đăng ký bất cứ ai đó thì đương nhiên không ai biết ví đó thuộc về các bạn đâu chỉ là khi các bạn di chuyển tiền lên sàn hay là từ sàn qua một ví khác mà thôi đó là cái thông tin liên quan tới nước Anh và Thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái drama liên quan tới Ben Armstrong của Bitcoin Crypto. Chúng ta cũng đã biết là gần đây đó ở trên Twitter thì rộn lên việc là wow, Ben Armstrong đã bị đuổi ra khỏi Bitcoin Crypto Bitcoin Crypto đó nếu các bạn không rành thì đây là một cái kênh rất là lớn các bạn có thể nói đây là kênh lớn nhất nhì ở trong thị trường crypto này với cái số lượng người theo dõi là 1.4 triệu người theo dõi các bạn thì 1.4 triệu người đó đối với một kênh bình thường thì có thể là không phải là một kênh có thể gọi là quá lớn những kênh lớn hơn là 10 triệu cũng có trong thị trường tài chính nhưng mà riêng về crypto đó thì đây là kênh lớn nhất nhì các bạn và Ben Armstrong là một trong những người mà gây dựng kênh từ bao nhiêu năm qua để có thể lên được tới con số này một à, việc làm không hề dễ dàng đâu nhất là nếu như chỉ nói riêng về crypto mà thôi thì Ben Armstrong đó đã bị đuổi ra khỏi Bitcoin Crypto và nhiều người cũng đặt câu hỏi là tại sao vậy thì lúc đó đó các bạn đã nhớ là ở bên công ty Bitcoin Crypto à, họ cũng có nhiều những channel khác nhau và trên Bitcoin Crypto ra đó thì có Around the blockchain họ có Hit Network họ có nhiều những cái channel khác mới đầu chỉ một kênh thôi nhưng mà họ bắt đầu là chia ra thành nhiều nhánh khác nhau và cũng có rất nhiều người theo dõi những cái YouTube đó. Thì công ty Bitcoin Crypto đó nói là Ben Armstrong thứ nhất là làm tổn hại đến tài chính công ty và thứ nhì nữa đó là Ben Armstrong đã bắt đầu sử dụng lại những cái thuốc gây nghiện những cái thuốc cấm à, dẫn đến ảnh hưởng tới những nhân viên của công ty. Vì lý do đó, đó, Ben Armstrong đã bị sa thải ra khỏi BitBoy Crypto Và điều này khiến cho nhiều người cũng khá là bất ngờ Tại vì ai cũng nghĩ Ben Armstrong là BitBoy Thì bây giờ công ty này đã gọi là BitBoy Crypto nhưng mà lại không có Ben Armstrong Sau đó, đó ngày hôm qua, đây là cái tin tức lớn của ngày hôm qua Hôm nay là có thêm một thông tin mới nữa Đó chính là Ben Armstrong vừa chia sẻ một cái video đó 8 phút các bạn, 8 phút 21 giây như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình Và bên cạnh đó chính là vợ của Ben Armstrong Bà đã chia sẻ cái video này ở trên channel của Bitcoin Crypto Như bạn sẽ đặt câu hỏi là Wow, không phải là Ben Armstrong bị sa thải rồi Tại sao lại có thể đăng video Thì thường chia sẻ Trước hết á, chúng ta hãy trả cho về Ngày hôm qua Ben Armstrong đã nói gì Thì Ben Armstrong nói là tất cả những cáo buộc liên quan tới ảnh hưởng tài chính của công ty Hay là về việc là Ben Armstrong sử dụng thuốc cấm à, làm ảnh hưởng đến nhân viên à, thì những cái đó là như là cáo buộc vô lý mà thôi à, để họ có thể là thâu tóm công ty của Ben nam và nam son giải thích là tại vì Ben nam trước đây đã từng phạm pháp bảo tù và có lý lịch rất là xấu cũng giống như là có cái lý lịch liên quan tới tài chính cũng rất là xấu cho nên khi mà đi mướn mặt bằng hay là làm bất cứ văn bản nào đó thì dễ dàng hơn là sử dụng một trong những người trong công ty và có hai người bên rất là tin tưởng người thứ nhất là TJ thứ hai là thuận quên người đó lại rồi thì hai người này đã giữ hai chức vụ khác nhau cho công ty và hai người bên cực kỳ tin tưởng và trong tất cả văn bản chính thức đó thì để tránh nhiều câu hỏi Ben Armstrong đã cho phép sử dụng tên của những người này Ngay cả khi chúng ta nói tới cái thương hiệu Bitcoin Crypto đó Cũng được đăng ký bởi thường nhớ là TJ Là người mà đứng tên đăng ký Nói chung đó thì Ben Armstrong là trụ cột của kênh Nhưng mà sở hữu công ty đó thì không có là bao nhiêu hết Đó là điều mà được chia sẻ bởi Ben Armstrong Tại vì Ben tin tưởng những người này nhưng mà không ngờ đó những người này trong vòng 2 năm qua đã từ từ tìm cách để mà loại bỏ Ben Armstrong à, về phương diện pháp lý À, và cuối cùng đó họ đã chính thức loại bỏ Ben Armstrong ra khỏi công ty tại vì họ muốn tóm gọn công ty này à, để có thể là được lợi nhuận đó là điều mà Ben Armstrong nói và trong vòng bao nhiêu năm qua đó Ben Armstrong cũng đã từng nói về nhiều đồng cuối cùng những đồng đó đó là những đồng mà xuống giá rất là nhiều hay là những đồng đó trở thành những cái đồng lừa đảo thì Ben Armstrong nói là cũng gì tin tưởng hai người này cho nên mới nói về những đồng đó nhưng mà cuối cùng đó thì đã phạm sai lầm và đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Ben Armstrong. Đó tóm lại những gì được chia sẻ ngày hôm qua và tất cả những gì liên quan đến những lời cáo buộc đó thì đều không đúng sự thật và Ben Armstrong đúng là đã từng lên tiếng nói là sẽ đánh một ai đó trong công ty Nhưng mà đó chính là TJ Khi mà Ben Armstrong biết sự thật là hai người này đang thâu tóm công ty Và Ben Armstrong nó đã bị dụ nói là uh, Ben Armstrong nó thì lo làm kênh thôi Đừng có quan tâm đến vận hành công ty Nên mướn một người mà biết về vận hành công ty Như là mướn một CEO Thì Ben Armstrong cũng không phải là CEO luôn các bạn uh, rồi sau đó nó uh, CEO này lại mướn một người đó chính là ba con người này đã trở thành CFO nghĩa là tổng giám đốc tài chính của công ty thì hai người này đã vận hành công ty và cùng với lại hai người kia đó đã hoàn toàn đuổi bên rời khỏi công ty đó là những gì được chia sẻ ở Ben Armstrong nhưng mà hôm nay đó chúng ta lại có một cái video và thường nghĩ video này đó đã là video kết thúc của cái drama này rồi thì Ben Armstrong hôm nay đó đã gửi một video dài 8 phút đến cho TJ cái người mà Ben Armstrong à, đã nói là đã âm mưu cướp công ty và trong video này đó đã giải thích tất cả thì Ben Armstrong nói đó đầu tiên hết là Ben Armstrong không có sử dụng à, loại thuốc cấm à, không có dùng những cái chất gây nghiện gì hết đó. chỉ là Ben Armstrong cảm thấy mình mập cho nên thứ nhất là dùng à thuốc giảm cân thứ nhì nữa đó là Benamson muốn có một cái thân hình tốt hơn cho nên đã dùng những cái steroid steroid để các bạn uống để các bạn tập thể dục đó. để các bạn có thể đã có cơ bắp thì Benamson cũng đã dùng những cái thuốc đó nhưng mà không ngờ đó là những cái steroid khiến cho cái tâm trí của mình giống như là mình nhiễu loạn cho nên Benamson đã trở thành một người mà khó kiểm soát các bạn cũng đã từng xem nhiều video của Benamson và thêm ở đó đó Benamson cũng giống như cảm thấy là mình có tất cả các bạn, nhất là trong lúc mà có Boren thì thì Ben son đã phạm một sai lầm đó chính là à, đã ngoại tình. Thì à, điều này đó vợ Ben son bây giờ cũng đã biết rồi và cũng đã tha thứ, nhưng mà Ben son nó cũng giống như là cảm thấy có lỗi tại vì đã ngoại tình. Và cộng với lại cái cách ứng xử dân công ty đó khi mà Ben son uống quá nhiều steroid thì dẫn đến là mình luôn luôn là có nhiều năng lượng đó các bạn nhưng mà năng lượng đó nó lại khiến cho mình trở thành một người lúc nào cũng hung hăng hết tóm là như vậy và trong công ty đó nhiều người cũng đã cảm thấy là bị cái tính cách đó của Ben Armstrong à, làm cho ảnh hưởng đến công việc nhưng mà vì Ben Armstrong là trụ cột của kênh cho nên không ai nói gì hết nhưng mà ngày này qua tháng nọ các bạn giống như là cả một hai năm qua cái sự ức tối đó nó đã từ từ càng dâng lên và một ngày nào đó đó thì à, các bạn thấy là mọi chuyện đã bùng nổ và khi mà Ben Armstrong bắt đầu cảm thấy là những người trong công ty không thích mình à, và giống như là không muốn thấy mình trên kênh nữa đó thì sau khi mà hai bên đã bắt đầu nói chuyện với nhau giữa Ben Armstrong, TJ và những người khác đó thì tất cả mọi người đều đứng về phía của những người kia và giống như tấn công Ben Armstrong và Ben Armstrong cảm thấy là mình giống như là bị người ta đánh lén gì đó giống như là bị người ta hợp lại để mà đuổi ra khỏi công ty thì đó là cảm nhận của Ben Armstrong nhưng mà bên kia đó thì họ nói là họ đã nhịn trong vòng 2 năm qua rồi Tóm lại, bên Armstrong nói đó là một cái sai lầm và một cái sự hiểu lầm giữa cả hai bên, nhưng mà sự thật đó là bên son cũng đã phạm nhiều lỗi lầm cho nên sẽ vắng mặt một thời gian dài, không biết là bao nhiêu, có thể là một tháng, có thể là nhiều hơn. Sau đó, đó sẽ cố gắng để mà làm lành lại để có thể trở lại Bitcoin Crypto à, để mà tiếp tục cống hiến, chia sẻ thêm thông tin. Thì đây là những thông tin mới nhất các bạn, thường chỉ nghĩ là mình đã chia sẻ phần đầu cho nên thường cũng muốn chia sẻ luôn cái phần cuối này để các bạn có thể nắm bắt được thông tin một cách tổng quát nhất có thể. Đây chỉ là những lời nói đến từ Ben Armstrong hay là đến từ TJ nhưng mà thường nghĩ là cái drama này sẽ kết thúc ở đây. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mỗi video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget và Binance và một số những dịch khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn